Thưa quý vị, khẩu nghiệp sanh ra bốn điều ác. Bốn, giọng ngữ: nói láo, nói dối, thêm thừa, quyển quặt, việc có nói không, việc không nói có. Ác giọng ngữ đã là nguyên nhân cho những sự bất công của đồng bào nhân loại. Thương người nào thì kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và theo thùa sự tốt ra. Ghét ai thì đặt điều nói xấu, bôi lọ và che đậy các điều phải của người. Khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn, quyển quặt trớ trêu, những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi, miệt thị. Muốn tránh những điều xấu, để cho tư cách con người khỏi bị giảm phẩm giá, hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu. Chẳng nên tráo trở với người, bỏ tiếng xảo ngôn, và phải dùng lời chân chất. Không giọng ngữ, trong kinh Cơ Sấm Vạn, tổ thầy đã chỉ giáo. Chịu biết bao thảm khổ,
chiến tranh, cướp bóc, trộm cắp, giết người, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự tham lam ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tài trời, những tấn tuồng giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, tham nhũng, những vụ tranh thế, giành quyền, tham quan ô lại, đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy cũng đã làm cho con người đau buồn, hận khổ, phải khóc đứng, than ngồi, phải liều mình tự sát, chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận. Những cuộc cấu xé lẫn nhau, những vụ nồi da, xáo thịt, những cuộc tương tàn, tương sát, những điều hung hăng, bạo ác, cũng đều do sự tham lam mà ra cả. Ngày nào loài người diệt được tánh tham muốn của mình, ngày ấy giảm bớt được một phần lớn sự khổ. Vả lại, ở đời phải có những lúc thăng trầm, chìm nổi. Có thì ta xài, không ta nhịn. Cần gì phải bài mưu tính kế, chiếm đoạt của kẻ khác. Của là của chung trong thiên hạ. Đời ta còn, nó còn. Đời ta mất, nó mất. Gương thạch sùng Dương Khải há không để lại cho ta một bài học đích đáng lắm sao? Thế nên, ta hãy nghĩ đến quyền lợi của người cũng như của chính bản thân mình. Hãy dẹp lòng dị kỷ tham lam, lo học đạo tu hiền, dung trồng phước đức, và hãy bố thí cho kẻ nghèo, ráng công phu sám hối, để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Không tham lam, trong kinh Cơ Sấm Giảng tổ thầy đã chỉ giáo. Chưa.
vị, ý nghiệp sanh ra ba điều ác. 2. Sân nộ. Tánh nóng nảy thường xúi dục con người làm những chuyện bất công, sái phép, chém giết, oán thù nhau. Kẻ thắng kiêu hãnh, người bại hổ ngươi, nên sự hiềm thù càng lan rộng. Giận mất khôn. Cơn nóng giận làm cho con người cuồng trí, mất tự chủ, trở nên hung tợn, dữ dằn, bạo ngược. Chẳng còn nghĩ đến việc tội phước, luật công bình, lẽ phải trái. Diệt được nó, tâm ta được thảnh thơi, thanh thoát. Trí ta được thông thả tu học, hành đạo. Hãy mở lượng khoan dung đại độ, tha thứ cho những kẻ lỗi lầm. Hãy nhẫn nhịn, và chẳng nên cãi cọ, tranh luận hơn thua, làm cho nảy sinh những điều hiềm khích, vô ích. Không sân nộ. Trong kinh Cơ Sấm Giảng, Tổ Thầy đã chỉ giáo. Lôi đình đi đâu có
Thưa quý vị, ý nghiệp sanh ra ba điều ác, ba mê si. Tội ác này do thiếu trình độ phán đoán, nhận xét, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy, con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái chánh tà, chân giả. Bo bo giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý nhiệm màu đại đạo. Suốt đời ngu muội, tâm tánh u mê, chạy theo những hành động nhỏ nhen, thấp hèn, không bền vững. Chỉ biết bả đâu nghe đó, tin bướng làm càn, thấy Phật nói ma, thấy ma nói Phật, nhận ngụy là chân, nhận chân là ngụy, không tìm hiểu con đường chân chánh cao siêu giải thoát. Hãy xóa bỏ các điều mê tín ngu muội, hành động đúng tinh thần đạo đức, lánh trốn mê lầm, tỉnh cơn mộng quyển, phá tan màn vô minh che mờ tâm trí. Lần bước trên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt, bất sanh. Không mê si, trong kinh Cơ Sấm Giảng, tổ thầy đã chỉ giáo. Sớm biết ăn năn, cải ác tùng thiện quy căn tu hành,
đại hạnh hoằng pháp viên thành, ngôi tiên phẩm Phật sẵn dành về ngơi. Thank you.
chứng một tầm kim thời, tướng quyền sĩ tử nam nhi học đòi. Nguyễn Bỉnh Khiêm. Oh,
Tỉnh ngộ, phổ thông kinh sấm, đạo đắc hành. Kính mời quý vị nghe tiếp theo cuồng băng số 4. Chúng tôi sẽ luận về lục căn, lục trần, ngũ quẩn, tứ độ tường, bát chánh đạo, bát nhẫn và tam tụ lục hòa trong đạo làm người, học Phật tu nhân của hàng tu tại gia cư sĩ. Nam mô Long Hoa giáo chủ, đương lai phổ độ chúng sanh Di Lặc Tôn Phật.